và các bạn thân mến, thói cầm nín Việt Nam được Trung Quốc trả lễ ra sao? Với quốc tế, cái cảnh những con tàu mang tên Hải Dương quần thảo ở bãi Tư Chính và còn có thể áp sát đất liền Việt Nam đã trở nên nhàm chán. Càng nhàm chán hơn khi gã chủ nhà câm như hến mà không dám kêu cứu khi bị kẻ cướp xông vào nhà. Tại hội nghị cấp cao ASEAN 35 vào tháng 11 năm 2019 diễn ra ở Thái Lan, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vừa qua có những vụ việc nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế xảy ra trên vùng biển khu vực mà Việt Nam. Tuy mới chấm dứt gần đây nhưng để lại những bài học sâu sắc cho ASEAN, nhưng vẫn không một từ dám đả động đến bãi Tư Chính và cái tên Trung Quốc. Đã chẳng có bất kỳ ý kiến nào từ các nước trong ASEAN bày tỏ ủng hộ Việt Nam, bất chấp Việt Nam sẽ là chủ tịch luân phiên của khối này vào năm 2020. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cầm như thóc trước Trung Quốc. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2019, trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 8 tại Hà Nội, lần đầu tiên ông Phúc có một phát ngôn về tình hình ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào hoạt động tại khu vực bãi Tư Chính từ ngày 3 tháng 7 2019. Thế nhưng vẫn chỉ là chúng ta đã kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta mà không hề dám nhắc đến vụ khủng hoảng bãi Tư Chính và cái tên Trung Quốc. Cho tới nay người ta chỉ nhìn thấy một Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn tự sướng với lời ca tụng bất tận những thành tích điều hành kinh tế của ông ta về mức tăng trưởng GDP thần kỳ, bất chấp bị dư luận lên án là căn bệnh giả số liệu mà Phúc đã chỉ đạo cho Tổng cục Thống kê kiến tạo, hoặc cái cách Thủ tướng Phúc năng nổ đi nhiều tỉnh thành với câu nói đầu môi chót lưỡi, mỗi tỉnh là một đầu tàu kinh tế. Tất cả chỉ nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín của Nguyễn Xuân Phúc để ông ta lao vào trận tranh giành cái ghế Tổng Bí Thư hoặc ghế đúc Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước tại Đại hội 13 của Đảng cầm quyền vào năm 2021 nếu còn có đại hội này. Toàn bộ chứng tự kỷ chính trị câm nín ấy diễn ra trong bối cảnh đã gần 4 tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi Tư Chính như vào trốn vô chủ quyền. Nhưng lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ chóp bu Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân trở xuống vẫn kiên định câm như hến mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc. Càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới văn rốt võ rát này dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Rốt cuộc, thói câm nín khiếp nhược toàn diện của giới chóp bu Cộng sản Việt Nam đã tặng cho Trung Quốc những món quà lớn về mặt ngoại giao quốc tế. Tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 2019, bất chấp phía Việt Nam đã tìm cách vận động các quốc gia ASEAN để phản đối xâm phạm bãi Tư Chính nói riêng và rộng hơn là Biển Đông, tuyên bố của hội nghị đã chỉ đề cập khá chung chung và quan ngại về tình hình Biển Đông mà không hề nhắc đến cái tên Trung Quốc. Về thực chất, Bắc Kinh đã đạt được thắng lợi bước đầu khi dần biến bãi Tư Chính từ vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam thành khu vực tranh chấp. Trước khi nhốt thẳng cánh vùng biển dồi dào dầu khí phục vụ ngân sách nuôi đảng này vào vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc, chỉ vừa tròn một tuần lễ sau khi tàu thăm dò địa chất 8 Hải Dương của Trung Quốc rút khỏi bãi Tư Chính, hai tàu khác mang tên Hải Dương Thạch Du 618 và Hải Dương Thạch Du 620 đã chám ngay vào khoảng trống Biển Đông, đi qua đường phân định trên biển và đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, cách bờ biển Quảng Bình khoảng 65 km. Nhưng mối nguy hiểm vào lần này đối với đảng em Cộng sản Việt Nam còn lớn hơn gấp bội so với vụ Hải Dương 8, vì cả hai tàu Hải Dương Thạch Du 618 và 620 đều có nhiệm vụ hỗ trợ cho việc hạ đặt thăm dò khai thác cho các giàn khoan dầu khí. Còn với quốc tế, cái cảnh những con tàu mang tên Hải Dương quần đảo ở bãi Tư Chính và còn có thể áp sát đất liền Việt Nam đã trở nên nhàm chán, càng nhàm chán hơn khi gã chủ nhà câm như hến mà không dám kêu cứu khi bị kẻ cướp xông vào nhà. Tất cả vẫn chỉ là ngư dân bám biển, hải quân bám bờ,
Nếu tên Trung Quốc còn không dám thì làm sao dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và làm sao cho Bùi Cộng sản Việt Nam ngồi được ghế chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Thật đúng là họa trời đầy cho thói cầm nín triệt khẩu trước Trung Quốc và tưởng đầu im lặng thì nó tha cho. Chỉ vừa tròn một tuần lễ sau khi tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc rút khỏi khu vực bãi tư chính, hai tàu khác mang tên Hải Dương Thạch Du 618 và Hải Dương Thạch Du 620 đã chám ngay vào khoảng trống Biển Đông, đi qua đường phân định trên biển và đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam cách bờ biển Quảng Ngãi chỉ 65 km. Tin tức mà dễ khiến cho những kẻ đu dây chính trị thêm một lần nữa té lộn ngửa đó. Một lần nữa vẫn được thông tin bởi các nguồn tin nghiên cứu độc lập trên mạng xã hội như Facebook Phạm Thắng Nam chứ không phải được công bố bởi chính quyền hèn với giặc ác với dân Cộng sản Việt Nam. Nhưng mối nguy hiểm vào lần này với đảng em Cộng sản Việt Nam còn lớn hơn gấp bội với vụ Hải Dương 8 vì cả hai tàu Hải Dương Thạch Du 618 và 620 đều có nhiệm vụ hỗ trợ cho việc hạ đặt thăm dò giặc khai thác cho các giàn khoan dầu khí. Cái cách hỗ trợ trên cho thấy rất có thể đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc theo lối ca tụng dưới đáy liêm sỉ của giới chấp bu Cộng sản Việt Nam mà vẫn la liếm đến tận những ngày gần đây đã bước sang giai đoạn 2 của chiến dịch bóp cổ kẻ cùng chung ý thức xã hội chủ nghĩa với mình, chuyển từ thăm dò địa chất sang việc chuẩn bị hạ đặt giàn khoan dầu khí. Khả năng Trung Quốc sắp hạ đặt giàn khoan và ăn cướp dầu khí ngay trong vùng EEZ của Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vào tháng 9/2019 cùng với cảnh Hải Dương 8 tha hồ quần thảo trong vùng bãi tư chính và kẻ bàn cờ ngang dọc gần sát vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, hình ảnh giàn khoan Lam Kình lớn thứ hai của Trung Quốc đã thấp thoáng hiện ra ở Biển Đông, còn trước đó nữa là giàn khoan Đông Phương. Hèn tướng và cái chết của những ngư dân. Vụ hai tàu Hải Dương 618 và 620 xâm nhập vùng EEZ của Việt Nam lại trùng với vụ một ngư dân bám biển Việt Nam là Nguyễn Ngọc Khởi, mới 23 tuổi, bị tàu lạ bắn chết khi đang trên tàu đánh cá ở vùng biển Kiên Giang. Nhưng từ đó đến nay vẫn không có bất kỳ kết quả điều tra nào từ các lực lượng hải quân bám bờ như biên phòng, cảnh sát biển, trong khi toàn bộ các tờ báo nhà nước vẫn không dám thốt nổi cái tên tàu Trung Quốc, dù chỉ đặt trong thể nghi vấn. Cái chết mới nhất của ngư dân Việt lại nhắc người ta hằn lại ký ức về vụ một ngư dân Việt khác là ông Trương Đình Bảy đã bị những kẻ lạ mặt trên tàu mang cờ Trung Quốc xả súng AK giết chết vào tháng 11/2015. Sau đó là liên tục hàng loạt vụ đâm va của tàu lạ vào tàu cá Việt Nam tại vùng biển Quảng Bình và vùng biển cách Côn Đảo không xa, khiến nhiều ngư dân rơi vào thế cùng cực, rơi xuống biển, mất tích. Nhưng từ đó tới nay đã không có bất cứ cuộc điều tra nào của các cơ quan chức năng của Cộng sản Việt Nam để làm rõ kẻ nào là thủ phạm, cho dù hàng năm Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn ung dung chi xài đến 5 tỷ đô la hoặc hơn nguồn ngân sách tiền nộp tô từ bờ vai gầy guộc của dân chúng vào công tác quân sự và bảo vệ bình yên của vùng biển quê hương như cái cách báo đảng ma mị. Một lần nữa, trong nhiều lần thói câm nín của giới chấp bu Cộng sản Việt Nam đã được Bắc Kinh đáp lễ đầy hậu hĩnh. Thật không thể tưởng tượng nổi một cán bộ lão thành trên 50 năm tuổi đảng đã thốt lên nhưng giọng như nghẹn lại. Đến nước này mà thằng Khoa còn không dám há miệng cái tên Trung Quốc mà vẫn là mấy cái từ nước ngoài. Với họ như vào thời còn chưa bị tàu ngồi xổm trên đầu như bây giờ, rồi lại cả thằng Lịch, sếp của thằng Khoa. Họp quốc hội cũng không há nổi một từ về Trung Quốc thì quân đội mình còn tinh thần ý chí đâu mà đánh trác nếu bị tàu tấn công. Đúng là một lũ mặc áo váy mang lon tướng, đúng là những thằng hèn. Thằng Khoa và thằng Lịch mà người cán bộ lão thành trên nói là Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, lồng trong bối cảnh hai quan chức này phát biểu tại phiên thảo luận sáng 30/10/2019 của Quốc hội về bối cảnh phức tạp của tình hình an ninh thế giới, đặc biệt trên Biển Đông. Nước ngoài và họ là những từ ngữ được cố định trên miệng viên tướng Khoa, cho dù cuộc họp quốc hội này đã được thông báo là họp riêng, họp kín. Mà thực chất,
là một cách đóng cửa phòng họp kín để báo chí và người dân chỉ biết thông tin ở một mức tối thiểu nhất. Thậm chí vào tháng 10 2019 còn có đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở nơi đó, Ngô Xuân Lịch trong khi vẫn như bó miệng mà không thốt nổi từ nào về bãi thi chính thì vẫn cười cợt xã giao với giới tướng lĩnh tàu như không có chuyện gì xảy ra. Không chỉ người cán bộ lão thành đã công phẫn mà quá nhiều ý kiến của người dân và trí thức trên mạng xã hội đã chỉ trích định danh Trần Việt Khoa và Ngô Xuân Lịch là tướng hèn, hèn tướng, nhục tướng, sợ đến nỗi đái cả ra quần, không xứng đáng là tướng phải bị cách chức. Không khí phẫn nộ đến mức chỉ trực chờ bùng nổ. Cám cảnh trước tình cảnh của quân đội Cộng sản Việt Nam bao nhiêu người ta càng thấm thía với mô tả của tướng Lê Mã Lương về giới tướng lĩnh quân đội lên đến con số lấy thúng mà đông gần 500 là chỉ giỏi nhiều tiền hoặc riêng Ngô Xuân Lịch còn không biết đọc bản đồ thực địa. Toàn bộ chứng tự kỷ chính trị câm nín ấy diễn ra trong bối cảnh đã gần 4 tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi thứ chính như vào trốn vô chủ quyền, như lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ giới chấp bu Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân trở xuống vẫn kiên định cầm như hến mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới văn rốt võ rát này dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Rốt cuộc, thói câm nín khiếp nhược toàn diện của giới chấp bu Cộng sản Việt Nam đã tặng cho Trung Quốc những món quà lớn về mặt ngoại giao quốc tế. Tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN diễn ra vào Thái Lan vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 2019, bất chấp phía Việt Nam đã tìm cách vận động các quốc gia ASEAN để phản đối xâm phạm bãi thứ chính nói riêng và rộng hơn là Biển Đông. Tuyên bố của hội nghị đã chỉ đề cập khá chung chung và quan ngại về tình hình Biển Đông mà không hề nhắc đến cái tên Trung Quốc. Còn tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 vào tháng 11 2019 diễn ra tại Thái Lan sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vừa qua có những vụ việc nghiêm trọng vi phạm pháp luật quốc tế xảy ra tại vùng biển, khu vực và Việt Nam. Tuy mới chấm dứt gần đây nhưng để lại những bài học sâu sắc cho ASEAN nhưng vẫn không một từ dám đả động đến cái tên bãi thứ chính và Trung Quốc. Đã chẳng có bất kỳ ý kiến nào từ các tướng trong ASEAN bày tỏ ủng hộ Việt Nam, bất chấp Việt Nam đang là chủ tịch luân phiên của khối này vào năm tới. Về thực chất, Bắc Kinh đã đạt được thắng lợi bước đầu khi dần biến bãi thứ chính từ vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam thành khu vực tranh chấp. Trước khi nhốt thẳng cánh vùng biển dồi dào dầu khí phục vụ cho ngân sách nuôi đảng này vào vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh. Còn đối với quốc tế, cái cảnh những con tàu mang tên Hải Dương quần thảo ở biển bãi tư chính và còn có thể áp sát đất liền của Việt Nam đã trở nên nhàm chán, càng nhàm chán hơn khi gã chủ nhà câm như hến mà không dám kêu cứu khi bị kẻ cướp xông vào nhà. Không những thế, giới quan chức đớn hèn của đảng em vẫn rúc mặt vào chính sách 3-0 gậy ông đập lưng ông, kể cả 1-0 nữa là không kiện Trung Quốc để rút cuộc trở thành kẻ cô độc tận cùng trên trường quốc tế, nhưng lại cực kỳ xung sát trên mặt trận, hèn với giặc, ác với dân, sẵn sàng đàn áp và dã man bất kỳ người dân nào ra mặt biểu tình chống Trung Quốc. Không khí nhàm chán trên cũng là cơ hội để Tập Cận Bình và giới lãnh đạo đảng Anh không thể buông tha cho đảng em một cách êm ái, mà sẽ phải là một kiểu sống không ra sống, chết không ra chết. Một khi Bắc Kinh đã có thừa thời gian để cho tàu Hải Dương 8 rồi đến Hải Dương 618 và 620 hành hạ tinh thần lẫn thể xác của giới chấp bu Cộng sản Việt Nam đến 4 tháng trời. Lâu hơn hẳn thời gian hơn 2 tháng mà giàn khoan Hải Dương 981 ngự trị ở Biển Đông ngay trước mũi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2014. Chẳng có lý do đặc biệt gì để Trung Quốc không tiếp chiến dịch gây hấn ở bãi thứ chính và còn có thể ở quần đảo Trường Sa trong những tháng tới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn.
Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.